Lộc Bất Động Sản xin chào anh chị ha. Hôm nay là Lộc đi dạo phố mà lại được một cái thông tin có một căn nhà bán rất rẻ luôn. Tại vì do người ta là mua đất rẻ anh chị. Người ta mua đất rẻ nên là người ta bán cũng rất là rẻ luôn. Để cho anh chị nào có tài chính thấp, có nhu cầu mua nhà để mà an cư lạc nghiệp. Đó, nên là người ta đưa ra một cái giá cũng rất là rẻ luôn để mà bán nhanh thằng chị ha. Đó thì căn nhà hôm nay Lộc giới thiệu thì chỉ rơi vào là 3 tỷ 3 thôi và còn được thương lượng nữa chị, rất là rẻ luôn. Nằm ngay cái khu dân cư mà Lộc thường hay quay nè, đấy khu dân cư Lộc hay quay nè, thì đa phần nó rơi vào khoảng là 3 tỷ 7 cho đến là khoảng 4 tỷ rưỡi một căn anh chị ha. Đấy, xung quanh xây dựng nè, đấy, biệt thự nè, đấy, khu dân cư đang ở nè, tiện ích spa, cà phê, tạp hóa, săn bóng ở đây rất là nhiều luôn. Nói chung là ở đây là tiện ích đa ngành nghề luôn anh chị. Và ở đây là mình có thể là mình cho thuê luôn, cho thuê để mà người ta mở văn phòng, công ty, như là mình có thể là buôn bán nhỏ tại nhà luôn. Đó thì cái săn bóng này Lộc cũng đã quay cho anh chị là một cái video rồi nè. Và chính xác đây là một cái căn biệt thự mà Lộc đã quay cho anh chị rồi nè. Thì hôm nay sẽ có một căn nhà nằm cạnh bên căn biệt thự này, cũng như là cái săn bóng phía sau anh chị ha. Để dân cư là anh chị nhìn thấy nè, xây dựng nè. Thì những cái căn này nè dao động vào khoảng là 3 tỷ 7, 3 tỷ 8 ha. Thì nhưng mà hôm nay thì chỉ có một cái căn này giá nó quá rẻ luôn, chỉ có 3 tỷ 3 thôi. Bởi vì là chủ chia sẻ là do là mua được mảnh đất khá rẻ chị. Ở đây là dao động vào khoảng là 2 tỷ 2 đến 2 tỷ 3 cho một lô. Nhưng mà chủ đất mua được một cái lô rất là hiếm hoi luôn, giá chỉ với là khoảng là 1 tỷ 7, 1 tỷ 7 thôi. Thì bây giờ là chủ xây dựng lên, chủ bán lại, đồng nghĩa cũng bán rẻ cho anh chị nào có cái cơ duyên, cơ hội mua được cái nhà giá rẻ của anh luôn anh chị. Đó, nói chung là anh mua được rẻ thì bán giá rẻ, nó thẳng luôn. Và còn vấn đề xây dựng thì anh chị yên tâm về khu vực này, bởi vì khu vực này sẽ là xây dựng theo giấy phép dự án anh chị ơi. Nếu mà anh chị mà chưa có nhu cầu về ở thì đầu tiên anh chị sẽ là cho thuê tầm giá đâu đó là khoảng 7 đến 8 triệu một tháng chị ha. Và trong cái thời gian tới thì cái giá bất động sản sẽ tăng lên, thì anh chị cũng có một cái bất động sản vừa để mà có đồng tiền thu nhập ổn định hàng tháng, vừa có một cái bất động sản, một cái tài sản riêng cho gia đình, cũng như là có thể là dành tặng cho con cái. Và chính xác hơn thì vị trí Lộc đang đứng đó là ngay vị trí ngã tư Lý Ông Cừu, cách đây là khoảng là 800m thôi. Và ngã tư Lý Ông Cừu thật sự Lộc không còn gì để mà chia sẻ hết, bởi vì là hầu như video nào Lộc cũng chia sẻ rồi. Là một cái cung đường nối liền giữa DT73 để di chuyển về ở Sài Gòn qua cầu Vượt Bình Phước rất là gần luôn, cách đây chỉ là khoảng 12km thôi là mình đã về là cầu Vượt Bình Phước, một thầy Phước rồi, rất là gần luôn, cũng như về Sài Gòn
hoặc là di chuyển sang các tỉnh thành như là Đồng Nai rất là dễ dàng qua con đường là DT 743 747 luôn chị ha. Rồi thì ở đây là một vị trí của một cái khu dự án thì hầu như là diện tích đất nó nôm na là bằng nhau hết rồi chị, chỉ trên là khoảng vài mét thôi, thì đa phần nó sẽ rơi vào khoảng là 60 đến 64 mét vuông. Thì căn này hôm nay Lộc sẽ chia sẻ đó chính là 60 mét vuông chị ha, ngang là 4 mét, dài là 15 mét, toàn bộ là đất ở dự án nên là nó sẽ là 100% là thổ cư anh chị, và xây dựng theo bản vẽ của công trình bản vẽ của dự án nên là anh chị có thể là hoàn công sau khi mà mua bán anh chị. Và ở đây thì dự án mới nên là anh chị có thể là nhìn thấy được một cái sự nổi bật của một cái dự án, đó chính là cái hạ tầng anh chị. Về một cái hạ tầng đường xá rộng rãi nè, ở đây là tầm dự tính là 6 mét anh chị ha, và chưa tính vỉa hè, mỗi bên vỉa hè của mình là 3 mét, cái lộ dưới giao thông của mình là rơi vào 5 mét anh chị ha, quá tuyệt vời luôn. Và ở đây về cái đặc điểm hạ tầng tiếp theo đó chính là cái điện. Ở đây là toàn bộ là hạ tầng đều được là đi đường ấm anh chị ha, đi đường ấm, cống thoát nước, rồi lối thoát hiểm, rất là đảm bảo về là nước sử dụng nè, điện an toàn nè, cũng như là phòng cháy chữa cháy nè. Thì mỗi mỗi lốc á thì khoảng 5 đến 6 căn thì nó sẽ có một cái đường để mà cho xe phòng cháy chữa cháy để phục vụ cho cái quá trình, và cũng như là cái lối thoát hiểm phía sau của mỗi lốc đều có chị ha. Cây xanh đã lớn rồi nè, có một cái bóng mát khá tuyệt vời luôn. Nhưng mà hôm nay thì Lộc sẽ quay một căn nhà ở phía Tây anh chị ha, nên là buổi chiều nó hơi nắng, và mình đã có là hai cái cây xanh trước mặt đó. Thì Lộc cũng tin rằng hai cây xanh này cũng là một cái đó, cái gì gọi là giúp cho cái ngôi nhà mình trở nên mát mẻ, kèm với lại là một cây xanh trước nhà anh chị ha. Nếu mà anh chị cảm thấy chưa được mát, anh chị có thể là bổ sung thêm cho mình một cây xanh. Và đầu tiên thì Lộc sẽ chia sẻ về cái khuyết điểm của cái căn nhà này anh chị. Về cái căn nhà này thì nó đang nằm ngay vị trí của cái hộp điện ha. Ở đây thì hầu như là 4 căn thì sẽ có 2 cái căn là nó sẽ chung cái hộp tủ điện anh chị, nên là cái tủ điện này anh chị sẽ là sử dụng ví dụ như là những cái tấm che, những cái tấm che bằng gỗ anh chị, ví dụ như là PVC ở đây anh chị có thể là ốp lại làm một cái vị trí để mình trang trí, hoặc là có thể là để cái cầu quan sai ở đây ha, tạo cho mình một cái không gian của một cái mặt tiền trước nhà mình luôn anh chị. Rồi thì căn nhà này thiết kế thì anh chị là thiết kế rất là đẹp cũng như là rất là hiện đại anh chị, có thể là dành cho người già cũng như là trẻ nhỏ luôn. Thì ở đây là sẽ là có thiết kế là một hai tầng lầu ở trên là một sân thượng chị ha, là tổng cộng mình sẽ có là 3 sàn anh chị, và mỗi sàn của mình là 60 mét vuông, thì tổng diện tích sử dụng của mình là 180 mét vuông anh chị ha. Một căn nhà với thiết kế rất là hiện đại nè, rất là sang nè, với công năng là một hai tầng lầu, ở trên là một sân thượng anh chị, với diện tích sàn lên đến là 180 mét vuông diện tích sử dụng anh chị ha. Rồi bây giờ Lộc sẽ dẫn vào bên trong để mà tham quan xem liệu căn nhà này có phù hợp với đại nhu cầu cũng như là tài chính của anh chị hay là không anh chị ha. Đầu tiên thì mình sẽ có là hai lớp cửa thì một lớp cửa sắt bên ngoài, và bên trong thì sẽ là lớp cửa nhôm xin pha chị ha. Đây là lớp cửa nhôm xin pha, mình sẽ có hai lớp đảm bảo cho mình ở đây sẽ yên tâm luôn. Rồi bên trong rất là đặc biệt luôn, tuy là cái giá chỉ với là 3 tỷ 300 triệu luôn, nhưng mà chủ rất là chu đáo, rất là tận tình cho những cái khách hàng mà muốn mua về để mà sử dụng và an cư lạc nghiệp anh chị,
ở đây là chủ sẽ ưu tiên cho anh chị nào mà mua về an cư lập nghiệp ha, sẽ còn nhiều ưu đãi hơn nữa chị. Thì đầu tiên thì chủ đã tặng cho mình là một bộ salon sofa bằng da rất là sang chị ha, cũng như là đã thiết kế cho mình kệ tủ tivi rất là đẹp luôn anh chị. Và ở đây là được là ốp tấm tấm than can tre đó, can tre nhìn rất là sang luôn anh chị. Và cột này được ốp nhựa PVC giả đá rồi, quá là sang, quá là xịn luôn. 3 tỷ 300 triệu nhưng mà đầu tư rất là nhiều. Ở trên đây anh chị thấy nè, một cái quạt tràng Panasonic nè, một cái đèn chùm nè. Đấy, bình thường thì những cái căn nhà là hay quay ấy, thì sẽ có là một bóng đèn hoặc là một bóng đèn kết hợp một đèn chùm. Ở đây là sẽ có là hai cái vừa đèn vừa quạt riêng cho anh chị luôn. Rồi phía sau của mình sẽ được tặng là một cái quạt Panasonic anh chị ha. Và nội thất thì anh chị nhìn thấy rồi đó, rất là đầy đủ luôn. Phải nói căn nhà giá cực kỳ rẻ rồi nhưng mà chủ rất là gọi là thiện chí để mà cho những anh chị nào mà có một cái nhà để mà có một cái nơi để mà an cư lạc nghiệp anh chị. Một bộ bàn 6 ghế nè, rồi hệ thống tủ kệ bếp đa năng đó, rất là rộng rãi luôn anh chị ha. Đấy, rất là rộng rãi luôn, bàn bếp làm đá hoa cương đầy đủ hết rồi ra. Rồi còn cái này nè, cái này là vị trí này để đặt vào đây anh chị. Đấy, mình sẽ có là một cái hộc tủ để mà chứa những cái vật dụng không cần thiết tại vị trí cầu thang gì ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có nhà vệ sinh công cộng bên dưới nè, thiết bị vệ sinh đó, hàng chất lượng anh chị, cũng như là dán gạch rất là sạch sẽ luôn. Nhôm thì cửa nhôm là mình xin pha nhập anh chị ha. Rồi phía sau mình là một cái gì sân sau nè, mình có thể là giặt đồ rửa chén ở tại vị trí này cũng như là phơi đồ luôn nè. Còn phía ngoài này đất trống nè anh chị, thì tương lai nó sẽ là một cái khu đô thị, khu đô thị cũng giống như cái khu đô thị mà Lộc đang giới thiệu nè, nó sẽ có một cái khu đô thị ở bên phía vùng tràm đó ha. Còn hiện tại là phía sau ranh của mình á, nó sẽ là cái lối thoát hiểm là 2 mét, và cũng như là phía sau là có một cái khoảng hành lang an toàn cho con suối đó, nên là mình sẽ có một cái khoảng trống trải để mà thông thoáng thoáng mát hơn so với lại những cái căn nhà khác anh chị ha. Những cái căn nhà khác hầu như là đấu đất với nhau, và ở giữa thì chỉ có cái lối thoát hiểm 2 mét thôi. Còn ở vị trí đó là mình sẽ được thừa hưởng một cái hành lang an toàn của con suối, nên là thành ra là mình được thừa hưởng một cái khoảng đất khá là dài, tạo cho mình có một cái không gian nó rất là thông thoáng và mát mẻ anh chị. Rồi tiếp theo, cầu lọc di chuyển lên trên tầng 1 anh chị. Cầu thang thì rộng rãi nè, lớp đá hoa cương này ốp kính cường lực. Rồi vị trí này là của tầng cương thứ nhất anh chị ha. Rồi thì đây là căn phòng ngủ đầu tiên, chủ rất là sang luôn, tặng cho chị nguyên một bộ giường nè, tủ nè, đấy làm cho chị là nhà vệ sinh bên trong nè, nhà vệ sinh bên trong luôn, thiết bị vệ sinh đầy đủ hết luôn. Trời, quá tuyệt vời cho một cái căn nhà chỉ mới là 3 tỷ 3 thôi, quá rẻ luôn chị. Cửa lõi thép chống cháy là gì ha, cái điện hàng sử dụng thì cái cửa này chị yên tâm sử dụng mãi mãi luôn, chất lượng rất là tốt luôn. Rồi đây là căn phòng ngủ thứ hai, nhà vệ sinh bên trong luôn chị. Đó, thiết bị vệ sinh, lavabo, rửa mặt rửa tay đều là xịn hết. Đây, còn đây là một bộ giường, thì cái giường này mà không có cái nệm thì thành ra là nó đang thiếu sót cái lõi này anh chị. Thì anh chị nào mà mua căn nhà này, Lộc xin hứa sẽ hỗ trợ giúp cho anh chị đàm phán về vấn đề là nệm gọi là chân gà luôn, ok. Còn vấn đề là màn, hiện tại đang thiếu màn, Lộc sẽ giúp cho anh chị có màn luôn, 3 tỷ
vui mừng. Lộc sẽ giúp cho anh chị bổ sung những cái gì mà còn thiếu theo cái mong muốn anh chị luôn. Rồi, mình sẽ lên tên tầng 2 thôi. Đây là vị trí tầng 2 anh chị ơi. Mình sẽ có là hai phòng ngủ ha và phòng thờ. Ở đây thì nhà vệ sinh bên ngoài chị. Thì những cái người lớn thường thích là cái nhà vệ sinh bên ngoài, thì ở phòng này nó sẽ là khu vực dành cho người lớn chị ha. Wow, hơi sai rồi đó. Hồi nãy là tưởng ở đây là phòng ngủ nhưng mà không phải chị. Cái này là cái sân để phơi đồ, giặt đồ cũng như lối lên sân thượng nè. Thôi lỡ lên sân thượng luôn. Hai cái không gian mở nè. Vậy là ở đây là có một cái bàn xanh, vậy là sẽ là ít hơn những cái căn kia một phòng ngủ vậy ha. Rồi, sân thượng, sân thượng được lót gạch luôn anh chị ha. Đây, nhà cửa xung quanh nè, xây dựng nè, dân cư nè. À, thì cách đây 800m là ngã tư miếu ông cụ. Ở đây vị trí chính xác đó là thuộc phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương ha. Cách cầu vượt Bình Phước là 12 cây và cách sân bay sân Tân Nhất là 20 cây. Đó, rất là gần thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đó nè, cái sân bóng mà Lộc hồi nãy chia sẻ cho chị nè. Đấy, cách đây là khoảng là 5-7 căn đó. Đấy rồi, bây giờ thì mình sẽ đi tiếp. Cái vị trí này sẽ là nơi để mà sử dụng là bồn chứa nước cũng như là hệ thống nước nóng lạnh ha. Thì Lộc sẽ hỗ trợ anh chị đàm phán về vấn đề luôn ha anh chị ha, giúp cho anh chị có luôn bồn nước, nước nóng lạnh đầy đủ hết. Ở trên sân thượng mà mình làm một cái vườn bonsai, một cái bàn cà, một cái khu vườn nữa thì quá tuyệt vời anh chị. Rồi, theo mình sẽ di chuyển một phòng ngủ. Đây là cái phòng ngủ thứ ba anh chị. Cái phòng ngủ này thì sẽ sử dụng nhà vệ sinh bên kia anh chị ha. Và đây là vị trí của phòng thờ. Mình sẽ có ban công trước là chị ha, hiện tại là ngày nắng quá nên là không di chuyển ra ngoài. Ở đây là cái vị trí phòng thờ thì anh chị chưa thờ cúng hoặc là không có thờ cúng thì có thể là ở đây là phòng làm việc, phòng studio cũng như là phòng giải trí riêng, sinh hoạt riêng cho gia đình anh chị ha. Đấy, vị trí này. Rồi, bây giờ là đã chia sẻ cho chị toàn bộ một cái thông tin của căn nhà rồi, thì bây giờ Lộc sẽ tóm tắt lại cho anh chị về cái thông tin chi tiết hơn và ngắn gọn, xúc tích hơn để cho anh chị nắm ha. Thì vị trí của căn nhà này đang nằm tọa lạc tại là phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương anh chị. Vị trí sẽ là nằm ngay ngã tư Miếu Cù. Anh chị nào chưa biết về ngã tư Miếu Cù thì có thể lên trên Google anh chị sợ ha. Anh chị sẽ nhìn thấy rất là nhiều trường học tiện ích, trung tâm thương mại, trung tâm hành chính bao quanh một cái vị trí ngã tư Miếu Ông Cù đó. Và vị trí này sẽ cách là ngay chỗ cầu vượt Bình Phước 12 km, sân bay Tân Sơn Nhất 20 km, và với cái diện tích lên đến là 60m², mình sẽ có là 3 sàn sử dụng, đó là 1 trệt 2 tầng lầu cũng như là 1 sân thượng, và với diện tích sàn là 180m², và mình có phải là hoàn công trên sổ luôn chị ha. Và hiện tại thì ở đây là cái mức cho thuê dao động vào khoảng là 7 triệu đến 8 triệu cho một tháng gì ha. Cái đó là giá chắc chắn là sẽ cho thuê ha. Còn nếu anh chị có thể là cho thuê cao hơn nữa chị, nhưng mà Lộc sẽ cho anh chị một cái mức giá thấp để mà khi mà anh chị giao dịch bên Lộc rồi, bên Lộc có sẽ hỗ trợ anh chị về việc là cho thuê ngay và luôn luôn. Rồi, thì với giá là 3 tỷ 300 triệu, anh chị còn được là tặng full nội thất từ salon nè, rồi bàn ăn nè, rồi màn nè. Không, màn là Lộc sẽ đàm phán cho anh chị ha. Về vấn đề màn nè, rồi nệm nè, rồi ga, chăn gói, mấy đó là Lộc sẽ đàm phán cho anh chị. Nhưng mà hiện tại là mình đã có giường sẵn rồi, salon sẵn rồi, bàn ăn sẵn rồi. Và cũng như là bây giờ là còn thiếu cái màn nè.
máy nóng lạnh nè, bồn nước nè, cái đó Lộc sẽ đàm phán giúp cho anh chị để trọn vẹn hơn cho một căn nhà anh chị ha. Rồi thì với giá 3 tỷ 3, chị nào cảm thấy là phù hợp với lại nhu cầu thì anh chị hãy liên hệ gấp cho Lộc ha. Bởi vì đây là một cái căn nhà giá cực kỳ rẻ so với khu vực này luôn, bởi vì khu vực này giá dao động là tầm khoảng 3 tỷ 7 trở lên anh chị. Thì thành ra đây là một cái cơ hội rất là hiếm hoi cho anh chị nào có tài chính thấp nhưng mà muốn sở hữu những cái căn nhà tại ngã tư Nguyễn Văn Tụ anh chị. Rồi, Lộc Bất Động Sản xin chào và xin chúc anh chị một ngày mới thật lạng lành và tràn đầy hạnh phúc.